Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một cái căn nhà phải nói là quá đẹp tại tổ dân phố Trung Kiên, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, quý khách hàng chỉ cần bỏ ra 800 triệu tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình trong vòng 25 năm nha quý khách hàng của em. Căn nhà được thiết kế là 30 mét vuông sổ đỏ chính chủ, bàn giao ngay, thiết kế và xây dựng là 4,5 tầng, 3 phòng ngủ lớn, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt, thuận tiện đi lại gần chợ dân sinh, gần trường mầm non, gần trường tiểu học. Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay ngoài xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái dự án ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán của cái căn nhà này là 2,2 tỷ đồng thôi thưa quý vị. Hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế và xây dựng là 4,5 tầng mọi người nha. Và với cái căn nhà này thì đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với căn nhà này, với những khách hàng mà có tầm tài chính khoảng tầm 800 triệu, ít nhất là 800 triệu tiền mặt cho tới 1 tỷ là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này. Ngõ trước nhà là 1m8, cách với trục đường ô tô đi lại là 50m. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Từ vị trí của ngôi nhà này ở xung quanh rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học Kim Đồng cũng như là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông. Và với cái căn nhà này thì cách với lại trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ rơi vào vi bán kính khoảng tầm 800m thôi mọi người. Cách với lại trung tâm thương mại Iomon Hà Đông khoảng tầm 1,5 km. Cách với lại Bùng Binh ngã tư Lê Trọng Tấn nó rơi khoảng tầm 1 km. Và rất là thuận lợi đi lại nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà đây ạ, được thiết kế là phòng khách và phòng bếp. Như mọi người có thể nhìn thấy trên video thì là toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện cũng như là phần gạch lát nền đều đã được hoàn thiện xong đầy đủ rồi. Với căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng với cái giá chào bán niêm yết của công ty là 2,2 tỷ đồng. Đó. Tầng 1 còn thiết kế thêm một phòng bếp nữa nha mọi người. Với căn phòng bếp đây, thiết kế nhỏ xinh mà cũng vô cùng hiện đại, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Với chất liệu của cái tủ bếp này là gỗ xoan đào nha mọi người. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp Hải Long. Phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ theo tủ. Đấy, phụ kiện là chất liệu inox 304 nha mọi người. Đầy đủ về bồn chậu, vòi rửa. Mặt bếp thì ốp đá đen granite. Rất là hợp lý ạ. Đây. Hồ sơ điện, hồ sơ nước của cái ngôi nhà này đều đã lắp đặt xong đầy đủ rồi. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh nữa. Đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ 4,5 tầng sử dụng của ngôi nhà nha mọi người. Phòng khách của ngôi nhà với lại cầu thang được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC nha. Vừa để trang trí, vừa để là phong thủy của ngôi nhà mọi người ạ. Đó. Mặt bậc cổ và cầu thang là toàn bộ là ốp đá granite. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà đều được thiết kế là gỗ lim. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà xem là ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhá. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà thì mọi người có thể nhìn thấy cái ngôi nhà này là có hai mặt thoáng. Mặt đằng sau có thể đây mở cửa được ở phía cầu thang nha mọi người. Và phía hành lang đây mở cửa hướng ra cái phía ngõ đằng sau vô cùng thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam. Đó. Toàn bộ trên tầng 2 chủ đầu tư là lát sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Tất cả từ hành lang cho tới vào phòng ngủ. Và cái phòng ngủ của cái căn nhà này Ngọc Ánh đang quay thì thiết kế như sau. Thiết kế theo kiểu master, phòng ngủ rộng vuông vắn rất là đẹp. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy thiết kế cửa sổ thì hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời chủ đầu tư có để sẵn ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa của cái căn phòng này rồi. Với căn phòng ngủ này có thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Cửa thông phòng là cửa nhựa composite. Đó. Và có luôn cả nhà vệ sinh ở phía bên trong nha mọi người. Đây ạ, nhà vệ sinh tầng 2 thiết kế đầy đủ về cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, ống chờ bình nóng lạnh.
Bồn cầu liền khối, lavabo, gương tắm đầy đủ phụ kiện cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Đây, và với căn phòng ngủ. Đây, thiết kế là cửa nhựa composite nha mọi người. Chống cong vênh mối mọt, bền bỉ với thời gian. Đó, và cách âm cũng rất là tốt ạ. Mời cái khách hàng theo Hoàng Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Và với cái tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 nha mọi người. Tuy nhiên thì nhà phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, không đặt ở phía bên trong nữa. Tầng 3 đây cũng gồm một phòng ngủ rộng tương đương với dãy tầng 2. Đầy đủ ống chờ, dây chờ, cửa sổ rất là thoáng nha mọi người. Hướng đông nam thì khẳng định với mọi người luôn là rất là mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì rất là mát. Và với cái căn nhà này thì thoáng hai mặt trước sau ạ. Đấy. Vị trí thì thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lại rất là gần, rất là thuận tiện. Giá bán của cái căn nhà này gần như hiện tại đang là thấp nhất của khu vực phường Dương Nội nha mọi người. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với mọi người, hiện tại đang là gần như thấp nhất. Và với quý khách hàng mà muốn vay kịch sàn cái ngôi nhà này thì có khoảng tầm 800 triệu tiền mặt thôi là có thể sở hữu được rồi mọi người ạ. Đó. Không gì bằng mua nhà lãi suất ưu đãi, vay tối đa 25 năm, tối thiểu là 3 năm nha quý vị. Phòng vệ sinh tầng 3 đây. Đó, đầy đủ công năng. Thay vào hệ thống sen cây thì sử dụng sen tắm thường. Tuy nhiên về chức năng thì là gần như là như nhau. Và phần tiếp theo, mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một khu vực để máy giặt, một khu vực phòng thờ mọi người nha. Đây ạ, chính là phần khu vực để máy giặt. Máy giặt này, sàn thoát nước này. Đó. Khu vực để máy giặt riêng, phòng thờ riêng. Ở đây quý khách hàng có thể thiết kế làm phòng thờ cũng được, phòng ngủ cũng được. Cái này là tùy ý của gia chủ nha mọi người. Đây ạ. Căn nhà rất là thoáng, quý khách hàng có thể nhìn thấy xung quanh nhiều nhà cao tầng cũng như là dân cư đông đúc, tiện lợi đi lại sinh hoạt chợ trường phường trạm. Căn nhà này còn một cái phần sân phơi ở phía bên trên nữa. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía khám phá phần sân phơi nhá. Và mọi người, đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà vô cùng rộng ạ. Với phần sân phơi nó khoảng tầm hơn 20 mét. Và hiện trạng của ngôi nhà như thế này là chủ đầu tư bán như thế này nha mọi người. Quý khách hàng nào nếu như mà có nhu cầu về muốn lắp thêm chuồng cọp hoặc là bắn mái tôn thì là có thể phát sinh thêm. Còn đây thì như các quý khách hàng có thể nhìn thấy, nước sạch ở đây đã có sẵn sàng rồi. Chủ đầu tư lắp đặt sẵn bồn nước ở đây với cái kích thước dung lượng là 1 khối. Và ở phía tầng dưới là tầng 1 là có bể ngầm của cái ngôi nhà này rồi, kích thước là 2 khối 8 nha mọi người. Nước sạch quận Hà Đông đã có đầy đủ rồi. Với cái ngôi nhà này như Ngọc Ánh vừa nói rồi, hướng nhà là đông nam, diện tích là 30 m, thiết kế và xây dựng là 4,5 tầng. Xung quanh đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em. Đông dân cư này, thuận tiện đi lại, gần với chợ dân sinh này, trường mầm non, tiểu học, vô cùng tiện lợi với lại chợ này và tiện ích với lại đi làm nha mọi người. Đi lên phía khu vực thiên đường Bảo Sơn này, đi lên Hà Đông này, đi ra Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Ok, nói chung là với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh thấy với cái giá chào bán và vị trí thì quá là ok. Quý khách hàng nào muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013403 hoặc 0888 041444. Mọi người xem video thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của bên Bất Động Sản Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.